Xôn xao đoạn video người đàn ông mất tích gần 30 năm bất ngờ được tìm thấy trong tầng hầm nhà hàng xóm. Mới đây, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc một người đàn ông ở Algeria mất tích gần 3 thập kỷ được tìm thấy trong căn hầm nhà hàng xóm đã khiến dân mạng dậy sóng. Được biết năm Omar bin Amran lên 17 tuổi, khi đang trên đường đến trường dạy nghề, anh đã mất tích bí ẩn khỏi quê hương Dechefa. Vào thời điểm đó, gia đình Omran nghĩ rằng anh đã bỏ mạng trong cuộc nội chiến ở Algeria, nơi ước tính đã có từ 100.000 đến 200.000 người thiệt mạng. Nhưng không ngờ anh lại ở cách đó vài căn nhà. Một viên chức tòa án Dechefa cho biết, hai ngày trước vào ngày 12 tháng 5 năm 2024, văn phòng công tố viên đã nhận được một đơn khiếu nại nặc danh cho rằng Omar bin Amran, người đã mất tích khoảng 30 năm trước, đang ở trong nhà của một người hàng xóm bên trong một chuồng cừu. Sau báo cáo này, tổng công tố viên của tòa án Idrisia thuộc tỉnh Dechefa đã ra lệnh cho lực lượng hiến binh quốc gia mở một cuộc điều tra chuyên sâu và các sĩ quan đã được cử đến ngôi nhà của người hàng xóm. Theo đoạn phim được chia sẻ trên mạng xã hội, một người đàn ông trung niên được tìm thấy trong một cái hố trên mặt đất tại một chuồng cừu được bao quanh bởi cỏ khô, nằm trong tầng hầm của căn nhà. Và đó không ai khác chính là Omar bin Amran, người đã mất tích 27 năm trước. Amran lúc này đã 45 tuổi, được giải cứu khỏi căn hầm chỉ cách nhà mình có 200m, là nơi ở của một người đàn ông 61 tuổi, hiện đang bị cảnh sát bắt giữ. Vụ bắt cóc sau đó được xác định là do tranh chấp thừa kế. Điều đáng nói là mẹ của Amran đã qua đời vào năm 2013 mà không hề biết sự thật về những gì đã xảy ra với con trai mình. Nhưng anh đã được thông báo về cái chết của mẹ trong thời gian bị giam cầm. Các quan chức cho biết kẻ phạm tội tày đình này đã từng là một công chức và sẽ bị xét xử một cách nghiêm khắc trong phiên tòa sắp tới nhằm trả lại những uất ức mà Amran đã chịu đựng suốt 27 năm qua. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tình 3 Phút Bí ẩn là một kênh thuộc hệ thống của Tình 3 Phút chuyên về các chủ đề bí ẩn tâm linh. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm các clip ly kỳ hấp dẫn mỗi ngày.